Cô xin chào các em học sinh lớp 2 thân mến. Rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chữa bài tập tuần tiếng Việt lớp 2, tập 2 của bộ sách Cánh Diều các em nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với tuần học thứ 23. Đây là tuần học có chủ đề Thế giới loài chim. Ở tuần học này, các em đã được học kiến thức trọng tâm đó là viết chữ hoa, chữ tờ, học phân biệt chữ L, N, vần ước, ướt, nói và đáp lời đồng ý. Vậy thì bây giờ, các em được học từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, câu hỏi ở đâu. Vậy thì bây giờ, để ôn lại những kiến thức này, chúng ta hãy cùng đến với các bài tập trong bài tập tuần. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần đọc hiểu, luyện tập. Ở phần này, các em hãy cùng cô đọc bài Gia đình chim quốc. Sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở dưới. Trước tiên, các em hãy cùng cô đọc bài Gia đình chim quốc. Chim quốc làm tổ và đẻ con giữa cánh đồng. Lúa đã chín, sợ tổ bị phá. Chim quốc mẹ dặn các con ở nhà. Nghe thấy ông chủ nói gì, mẹ về phải báo ngay. Sáng hôm sau, thấy mẹ vừa về, lũ chim non đã ríu rít thưa. Mẹ ơi, ông chủ trại đã sai cậu con trai đi tìm những người hàng xóm để cùng gặt lúa. Chim mẹ vẫn bình thản, các con đừng lo, họ chưa gặt lúa được đâu. Hôm sau, lũ chim con lại hốt hoảng reo lên. Mẹ ơi, nguy rồi. Sáng nay, ông chủ thấy hàng xóm tới bèn sai người con trai chạy đi tìm anh em, bà con xa để nhờ gặt. Chim mẹ vẫn nói câu cũ, các con yên tâm, họ vẫn chưa gặt được đâu. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn thế. Lần này, lũ chim con lại vội vàng thưa. Mẹ à, hôm nay, chờ mãi không thấy người bà con nào tới. Ông chủ quyết định sẽ tự mình gặt lấy. Ông đã sai con trai đi mài lưỡi liềm để ngày mai gặt. Lần này, chim mẹ thở dài. Khi người ta quyết định tự làm thì người ta sẽ làm. Chúng ta phải dọn đi thôi các con ạ. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau đọc xong bài đọc Gia đình chim quốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các câu hỏi trong phần đọc hiểu luyện tập. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 1. Gia đình chim quốc lo lắng điều gì? A. Sợ không tìm được thức ăn. B. Sợ mùa gặt bị phá tổ. C. Sợ bị làm mồi cho thợ săn. Và D. Sợ những đứa trẻ lấy trộm tổ. Chúng ta có thể thấy là ở bài tập này, với câu hỏi số 1 này, chúng ta có thể tìm ra được đáp án trong bài đọc. Các em hãy quan sát lại bài đọc và tìm đáp án đúng. Chúng ta thấy trong bài đọc đã nói rằng chim quốc làm tổ và đẻ con giữa cánh đồng, lúa đã chín, sợ bị tổ phá. Chim quốc mẹ dặn các con ở nhà, nghe thấy ông chủ nói gì thì về phải báo mẹ ngay. Như vậy thì điều mà gia đình chim quốc lo lắng đó là sợ mùa gặt bị phá tổ. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án B. Câu hỏi số 2. Ông chủ sai người con đi nhờ những ai gặt lúa cùng? A. Nhờ hàng xóm. B. Nhờ bà con xa. C. Nhờ bạn bè. Và D. Cả A và B đều đúng. Ở câu hỏi số 2, các em có thể dễ dàng tìm được đáp án trong bài đọc. Chúng ta thấy ở trong bài đọc, hai lần chim mẹ đi về thì chim con đã nói với chim mẹ rằng: Mẹ ơi, nguy rồi, sáng nay ông chủ trại đã nhờ cậu con trai đi tìm những người hàng xóm để cùng nhau gặt lúa. Như vậy thì đầu tiên, ông chủ trại đã nhờ người hàng xóm gặt lúa. Chúng ta có một câu văn tiếp theo. Mẹ ơi, nguy rồi, sáng nay ông chủ không thấy hàng xóm tới, bèn sai người con trai chạy đi tìm anh em bà con xa để nhờ gặt. Như vậy thì ông chủ còn nhờ bà con xa để gặt lúa cùng. Như vậy thì ông chủ còn nhờ bà con xa gặt lúa cùng. Vậy thì đáp án cho câu hỏi số 2 của chúng ta đó chính là đáp án D. Cả A và B đều đúng. Ông chủ đã nhờ hàng xóm và nhờ bà con xa gặt lúa cùng. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án đúng, đó là đáp án D. Câu hỏi số 3. Tại sao hai lần đầu được các con báo tin, chim quốc mẹ vẫn bình thản? A. Vì quốc mẹ biết ông chủ sẽ đổi ý không gặt lúa nữa. B. Vì quốc mẹ biết ông chủ sẽ không nhờ họ hàng ở xa đến để gặt lúa. C. Vì quốc mẹ biết lúa vẫn chưa đến lúc có thể thu hoạch được. Và D. Vì quốc mẹ biết chỉ khi ông chủ quyết định tự gặt lúa thì ông mới làm thật. Ở câu hỏi thứ 3 này, các em hãy đọc thật kỹ bài đọc và chúng ta sẽ tìm được đáp án đúng. Các em thấy rằng trong lần nói chuyện thứ 3, chim con đã nói với chim mẹ rằng: Mẹ à, hôm nay chờ mãi không thấy người bà con nào tới. Ông chủ quyết định sẽ tự gặt lấy. Ông đã sai con trai đi mài lưỡi liềm để ngày mai gặt. Lần này, chim mẹ thở dài. Khi người ta quyết định tự làm thì người ta sẽ làm. Chúng ta phải dọn đi thôi các con ạ. Như vậy thì qua câu nói của chim mẹ, chúng ta có thể thấy rằng chim quốc mẹ biết chỉ khi ông chủ quyết định tự gặt lúa thì ông mới làm thật. Vậy thì đáp án cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là đáp án D. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi số 4. Cô có câu hỏi như sau.
Em nhận được bài học gì qua câu chuyện trên? A. Nên chủ động hoàn thiện công việc của mình, không nên chờ đợi người khác. B. Không nên để các loài chim làm tổ trên cánh đồng. C. Phải cố gắng kiên trì để hoàn thiện công việc. Và D. Không dựa dẫm vào mọi người xung quanh. Ở câu hỏi số 4, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được đáp án qua lời nói của chim mẹ. Chúng ta thấy rằng chim mẹ đã nói, khi người ta quyết định tự làm gì thì người ta sẽ làm. Chúng ta phải dọn đi thôi con ạ. Như vậy thì qua bài đọc này chúng ta có thể thấy, bài đọc đã dạy chúng ta phải chủ động hoàn thiện công việc của mình, không nên chờ đợi người khác. Giống như người ông chủ trong bài đọc, khi ông chủ nhờ hàng xóm hay bà con xa thì đều không có ai đến giúp đỡ và ông đã phải tự làm công việc của mình. Vậy thì đáp án đúng cho câu hỏi số 4 của chúng ta đó là đáp án A, nên chủ động hoàn thiện công việc của mình, không nên chờ đợi người khác. Các em hãy cùng cô Khoanh vào đáp án đúng. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi số 5. Cô có câu hỏi như sau. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau. Như vậy thì ở câu hỏi số 5 này, cô có một câu văn. Trong câu văn này của cô có một bộ phận được in đậm. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm này. Các em hãy cùng cô làm câu hỏi số 5. Cô có một câu văn như sau. Chim quốc làm tổ và đẻ con giữa cánh đồng. Ở đây, bộ phận in đậm của cô đó là cụm từ giữa cánh đồng. Chúng ta có thể thấy cụm từ giữa cánh đồng là một cụm từ chỉ địa điểm. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi về địa điểm cho từ in đậm này. Đó là câu hỏi ở đâu? Cô và các em sẽ có câu hỏi như sau. Chim quốc làm tổ và đẻ con ở đâu? Các em hãy cùng cô viết lại câu hỏi vào trong vở bài tập. Đây chính là đáp án cho câu hỏi số 5 của chúng ta. Các em hãy hoàn thành vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo, các em hãy cùng cô đến với câu số 6. Cô có đề bài của câu hỏi số 6 như sau. Dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều trang 44, em hãy viết 4 đến 5 câu về một loại đồ vật, đồ chơi hình một loài chim mà em yêu thích. Như vậy, ở câu hỏi số 6 này, các em có thể mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh Diều trang 44. Sau đó dựa vào những gợi ý ở trong trang này để viết một đoạn văn gồm 4 đến 5 câu về một loại đồ vật hoặc là đồ chơi hình một loài chim mà em yêu thích. Các em hãy hoàn thành câu hỏi số 6 vào trong vở bài tập của mình. Ở đây, cô cũng có một đoạn văn mẫu viết về một loại đồ chơi, đồ vật hình loài chim. Các em hãy cùng cô theo dõi đoạn văn mẫu này. Em có một chú chim bồ câu đồ chơi chạy bằng pin. Đây là món quà bố mua tặng em vào dịp sinh nhật. Chú chim có thân màu xanh da trời, đầu và đuôi màu xám rất đẹp. Khi mở công tắc, hai cánh của chú sẽ đập và di chuyển trên mặt đất. Em rất thích món đồ chơi này. Như vậy thì chúng ta thấy trong đoạn văn mẫu, cô đã giới thiệu được về đồ chơi hình loài chim, đó là con chim bồ câu chạy bằng pin. Sau đó thì cô đã giới thiệu về lý do cô có đồ chơi này là được bố mua tặng sinh nhật. Ở các câu văn tiếp theo, cô đã miêu tả về chú chim mà cô có. Đó là một chú chim có màu xanh da trời, đầu và đuôi thì màu xám. Cô cũng miêu tả khi mở công tắc thì hai cánh của chú sẽ đập và di chuyển trên mặt đất. Sau khi đã giới thiệu và miêu tả xong chú chim, thì cô có một câu văn cuối cùng nói về tình cảm dành cho đồ chơi này. Đây chính là đoạn văn mẫu của cô với đề bài của câu hỏi số 6. Các em có thể dựa vào đoạn văn mẫu này và các gợi ý trong sách giáo khoa để hoàn thành câu hỏi số 6 của mình. Sau khi đã hoàn thành câu hỏi số 6, các em hãy viết lại vào trong vở bài tập. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo, câu số 7. Câu hỏi số 7 cô có đề bài đó là nối. Ở câu hỏi số 7 này, các em hãy cùng cô nối các con vật ở bên trên với đồ ăn phù hợp của chúng ở bên dưới. Các em hãy cùng cô hoàn thành. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm câu hỏi số 7 các em nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát các bức tranh. Cô thấy ở hàng bên trên, cô có các bức tranh, đó là hình con chim sâu. Bức tranh thứ 2 là hình con gõ kiến. Bức tranh thứ 3, đó là hình con chim bói cá. Và ở dưới cô có các con vật, đó là con cá, con sâu và con kiến. Sau khi chúng ta đã phân biệt được các con vật trong những bức tranh, thì chúng ta có thể dễ dàng nối rồi đúng không nào các em? Đầu tiên đó là con chim sâu. Thức ăn của con chim sâu chắc chắn là sâu rồi. Chúng ta có thể thấy được đồ ăn của con chim này qua chính tên gọi của nó, con chim sâu. Vậy thì chúng ta sẽ nối hình ảnh con chim sâu với hình con sâu. Bức tranh thứ hai đó là hình con chim gõ kiến. Thức ăn của con chim gõ kiến đó chính là những con kiến. Và trong tên của loài chim gõ kiến này, chúng ta cũng có thể thấy được thức ăn của nó, đó chính là những con kiến. Các em hãy nối hình ảnh thứ hai, hình con chim gõ kiến với đồ ăn, đó là những con kiến. Và bức tranh cuối cùng, chúng ta có hình ảnh con chim bói cá. Đồ ăn của con chim bói cá tất nhiên là những con cá rồi.
Vậy thì chúng ta sẽ nối hình ảnh chim bói cá với những con cá. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành câu hỏi số 7 rồi các em ạ. Dựa vào những bức tranh và tên gọi của các loài chim thì chúng ta đã có thể dễ dàng tìm được thức ăn của các loài chim đó. Chim sâu thì sẽ ăn sâu, chim ngõ kiến ăn kiến và chim bói cá thì sẽ ăn cá. Các em hãy hoàn thành câu hỏi số 7 vào trong vở bài tập của mình. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 8. Cô có đề bài của câu 8 như sau. Ý A, em hãy viết lại tiếng viết đúng chính tả có trong ngoặc đơn dưới đây. Ở ý A, cô có một đoạn văn. Đoạn văn này của cô còn có các ô trống. Và trong các ô trống này, chúng ta có hai từ để lựa chọn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là lựa chọn xem từ nào viết đúng chính tả, thì sẽ viết lại vào ô trống để hoàn thành đoạn văn. Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau làm ý A của câu hỏi số 8 các em nhé. Cô có đoạn văn như sau. Hoa thảo quả nảy mầm. Ở ô trống đầu tiên, chúng ta sẽ cần điền tiếng nảy. Cô có đoạn văn như sau. Hoa thảo quả nảy lảy mầm. Ở ô trống đầu tiên, chúng ta sẽ phải điền tiếng nảy hoặc tiếng lảy. Các em thấy là sau ô trống, chúng ta có tiếng mầm. Như vậy ở đây, chúng ta sẽ có một từ, đó là từ nảy mầm. Với từ nảy mầm thì tiếng nảy sẽ được viết là chữ N. Như vậy, chữ viết đúng chính tả của chúng ta đó là chữ nảy. Các em hãy cùng cô viết lại chữ viết đúng vào trong vở. Hoa thảo quả nảy mầm dưới gốc cây kín đáo và nặng, lặng, lẽ. Ở ô trống thứ hai, chúng ta sẽ lựa chọn điền tiếng nặng hoặc lặng. Ở đây, chúng ta sẽ lựa chọn tiếng lặng. Tiếng lặng này ghép với tiếng lẽ, chúng ta sẽ có cụm từ lặng lẽ. Như vậy thì các em hãy cùng cô viết lại tiếng lặng vào ô trống. Các em hãy cùng cô tiếp tục. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa nửa lửa. Ở đây, từ ngữ chúng ta cần điền đó là từ lửa. Từ lửa này có nghĩa là ngọn lửa. Và câu văn của chúng ta đó là bóng bẩy chứa lửa, chứa nắng, lắng. Ở ô trống cuối cùng, chúng ta sẽ lựa chọn từ nắng. Từ nắng này có nghĩa là ánh nắng. Như vậy là cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong đoạn văn ở ý A rồi. Các em hãy cùng cô đọc lại một lần đoạn văn này. Hoa thảo quả nảy mầm dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Dưới tầng đáy rừng, những chùm thảo quả đỏ chon chót, bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng. Các em hãy hoàn thành ý A của mình vào trong vở bài tập. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với ý B. Ở ý B, cô có đề bài như sau. Điền ước hoặc ướt vào chỗ trống và thêm dấu câu thích hợp. Với ý B này, cô có một câu văn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là điền vần ước hoặc vần ướt vào ô trống này, sau đó thêm dấu thanh thích hợp để được một câu văn hoàn chỉnh. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu văn này, sau đó thì chúng ta sẽ hoàn thành câu văn. Cả chim sáo và vẹt đều bắt nói tiếng người. Ở ô trống, cô có chữ chờ và một ô trống. Vậy thì với ô trống này, các em sẽ điền vần gì nhỉ? Ở ô trống này, chúng ta sẽ điền được vần ước và thêm thanh sắc. Chúng ta sẽ có tiếng trước và cụm từ bắt trước. Sau khi đã điền được vần ước và thanh sắc, cô có câu văn như sau. Cả chim sáo, vẹt đều biết bắt trước nói tiếng người. Cô có câu văn như sau. Cả chim sáo và vẹt đều biết bắt trước nói tiếng người. Đây chính là câu văn của ý B. Các em hãy hoàn thành ý B vào trong vở bài tập của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với các câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 9. Em hãy sắp xếp tên các loài chim sau vào nhóm thích hợp. Ở câu hỏi số 9 này, cô có các loài chim. Đó là chim rẻ quạt, chim xuân ca, chim cánh cụt và chim họa mi. Nhiệm vụ của chúng ta đó là sắp xếp các loài chim này vào hai nhóm ở dưới. Cô có hai nhóm như sau. Tên gọi theo hình dáng, tên gọi theo tiếng kêu. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó là sắp xếp tên các loài chim vào hai nhóm tên gọi theo hình dáng và tên gọi theo tiếng kêu. Vậy thì bây giờ các em hãy cùng cô phân loại tên các loài chim vào hai nhóm, sau đó hoàn thành bảng. Cô sẽ gọi nhóm tên gọi theo hình dáng là nhóm số 1 và nhóm tên gọi theo tiếng kêu là nhóm số 2. Các em hãy cùng cô phân loại hai nhóm này. Loài chim đầu tiên đó là chim rẻ quạt. Chúng ta thấy chim rẻ quạt có cụm từ rẻ quạt là một cụm từ chỉ hình dáng. Vậy thì loài chim này chắc chắn là được gọi tên theo hình dáng rồi. Vậy thì các em hãy cùng cô phân loại chim rẻ quạt vào nhóm số 1. Cô sẽ đánh dấu số 1. Loài chim tiếp theo là chim sơn ca. Chim sơn ca được đặt tên theo tiếng kêu. Vì vậy chúng ta sẽ phân loại chim sơn ca vào nhóm số 2. Loài chim thứ 3 đó là chim cánh cụt. Chim cánh cụt thì được gọi tên theo hình dáng, nên chúng ta sẽ phân loại chim cánh cụt vào nhóm số 1. Và cuối cùng là chim họa mi.
Chim họa mi được đặt tên theo tiếng kêu, vì vậy chúng ta sẽ phân loại chim họa mi vào nhóm số 2. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau phân loại xong các loài chim và hai nhóm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết lại những cái tên này vào trong bảng ở dưới các em nhé. Đây chính là đáp án cho câu hỏi số 9. Các loài chim có tên gọi theo hình dáng đó là chim rẻ quạt và chim cánh cụt. Loài chim có tên gọi theo tiếng kêu đó là chim sơn ca và chim họa mi. Các em đã hoàn thành câu hỏi số 9 vào trong vở bài tập của mình. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi số 10. Ở câu hỏi số 10, cô có đề bài như sau. Em hãy kể về một việc nên làm để bảo vệ các loài chim. Như vậy với câu hỏi số 10 này, các em hãy suy nghĩ về một việc nên làm để bảo vệ các loài chim, sau đó viết lại việc này vào trong câu hỏi số 10. Ở câu hỏi này, cô sẽ viết được một câu văn như sau. Không nên săn bắt các loài chim quý hiếm. Đây chính là một việc nên làm mà cô đã viết để bảo vệ các loài chim. Đó là việc không nên săn bắt các loài chim quý hiếm. Các em có thể dựa vào gợi ý này của cô để hoàn thành câu hỏi số 10 của mình. Câu hỏi số 10 cũng đã kết thúc phần đọc hiểu luyện tập rồi. Bây giờ, các em hãy cùng cô chuyển sang phần tiếp theo trong bài tập tuần, đó là phần nghe viết. Ở phần nghe viết, các em hãy lắng nghe cô đọc bài thơ Chiều quê, sau đó viết lại vào trong vở bài tập. Chiều quê, ta về thăm lại quê ta, thăm đồng lúa trổ bao la ngút ngàn, ta về chân bước đường làng, lâng lâng cảm xúc rộn ràng lòng ta. Ta về thăm lại mẹ cha, thăm đàn em nhỏ đã xa mấy mùa. Đây là một bài thơ của tác giả Bách Tùng Vũ. Các em lưu ý khi viết bài chính tả nghe viết, các em hãy viết thật cẩn thận và nắn nót, viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, đúng ô ly. Với bài thơ thì chúng ta sẽ viết hoa các chữ đầu dòng. Và với thể thơ lục bát, cô hy vọng là các em sẽ có một bài nghe viết thật là đẹp và sạch sẽ. Sau khi đã viết xong bài nghe viết thì các em sẽ cùng cô đến với phần trao đổi sáng tạo. Ở phần trao đổi sáng tạo này, em hãy đóng vai để nói và đáp lời đồng ý trong các tình huống dưới đây. Ở phần này cô có hai tình huống. Ở phần này cô có hai bức tranh, tương ứng đó là hai tình huống. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đóng vai để nói lời đáp đồng ý cho hai bức tranh này. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt làm từng tình huống một các em nhé. Với bức tranh đầu tiên, cô có tình huống như sau. An ơi, cho mình mượn bút được không? Như vậy thì với câu hỏi này, chúng ta sẽ nói lời đồng ý như thế nào các em nhỉ? À, với lời hỏi, An ơi, cho mình mượn bút được không? Cô sẽ trả lời, được nha, mình cho cậu mượn bút này. Đây là lời đáp đồng ý của cô cho tình huống đầu tiên. Với tình huống thứ hai, cô có câu hỏi như sau. Hồng ơi, đi chơi tàu hỏa với mình không? Hồng ơi, đi chơi tàu hỏa với mình không? Các em có thể thấy là ở trong bức tranh, thì bạn nam đang rủ bạn nữ đi chơi trò tàu hỏa đồ chơi ở trong bức tranh. Như vậy thì chúng ta sẽ nói lời đồng ý với bức tranh này như thế nào các em nhỉ? À, ở đây cô sẽ đóng vai bạn Hồng và trả lời rằng có, cho mình chơi với nhé. Đây chính là lời đồng ý của cô cho trường hợp thứ hai. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau trao đổi về hai lời đồng ý trong hai bức tranh rồi. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau trao đổi về hai lời đồng ý trong hai bức tranh rồi. Và phần trao đổi sáng tạo này cũng đã kết thúc tuần học ngày hôm nay của chúng ta. Cô hy vọng là tuần học này đã mang lại cho chúng ta nhiều kiến thức bổ ích. Và cô xin chúc các em có một tuần học vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những tuần học tiếp theo.